À, một người mẹ, gọi là mẹ ghẻ thôi, nhưng nuôi đứa con chồng, mà đứa con chồng này không bình thường nữa. Con có chồng luôn. Dạ, đúng rồi. Trước đó là nuôi chồng và nuôi bà mẹ chồng nữa. À, tất cả đều là bên chồng hết. Và hơn một con sinh luôn. Tội nghiệp lắm. Ừ, ngoài nắng vậy không có khi nó nằm bằng ngoài đường luôn. Thì thằng bé này tôi thấy nó vậy đó, bây giờ nó khùng, nó điên, nó vậy đó. Khổ lắm trời, thấy khổ lắm. Nó có biết cái gì đâu, rồi vệ sinh tôi cũng rửa đi từ đôi cho nó không biết gì hết trơn đó. Mẹ ghẻ mà nuôi từ lúc 7 tháng mà tới giờ này nó 34 tuổi cô luôn đó. Coi như là 33 năm, cô nuôi 33 năm đứa con mà con ghẻ của mình thôi. Có đôi khi tụi tuổi thanh lắm chứ. Cao Anh Trung Vlog, cuộc sống người dân Việt. Bà hồi đó bà cũng có một lần chồng, rồi sau này ông này ông thôi vợ bỏ đi đó, rồi cái sanh được đứa con nó có tật đó, tới giờ rồi ở bà ở gì bà nuôi, mà nuôi bà về chồng cũng khó khăn lắm, rồi thêm bằng chồng ăn nhậu. Tôi nói trời ơi, ông chồng chết trước. À, ông chồng chết trước rồi nuôi bà già chồng sắt lem luôn. Dạ. Nuôi bà chồng sắt đo luôn, bắt người ta trung thành. À, những người rồi sao mà bà già chồng còn không? Bà chồng mất, xe mất sao ông chồng. Dạ. Rồi bây giờ đang nuôi đứa sao? Con là đang nuôi đứa con là con của bà hả? Con của ổng á. Con của chồng luôn. Dạ. Trời ơi khổ lắm. Tối ngày nó ở ngoài nắng gì nè. Nó ở ngoài nắng. Cái kêu nó khá, em vô trong mát mình nói thấy có tật với mình cũng thương nó lắm. Em vô trong mát thì đứng lên nghe lời chút xíu thì mà điều nó khoái, có chỗ nào ca nhạc đồ khoái dữ lắm. Ca nhạc ca cổ đồ khoái dữ lắm. Ngồi ngoài nắng cũng ngồi luôn nữa. Nó hiền ngồi lúc trước á nha, là nó quýnh lại đó. Hồi bây giờ nó lớn tuổi rồi làm như nó biết rồi. Chứ hồi lúc trước là có khi bà nội còn sống đó, là nói là nó chồm chồm chứ không phải là quýnh gì. Chồm đỡ lại. Bà này cũng bị nữa nè. Tội nghiệp bà lắm, trời ơi khổ lắm, bà khổ lắm. Gặp bà người bắt bà ở chứ không ai ở đâu thiệt. Đúng rồi. Người nam chắc người ta đi mất tiêu. À, như vậy có hoàn cảnh này thưa cả nhà là một người mẹ, gọi là mẹ ghẻ thôi, nhưng nuôi đứa con chồng và đang mà đứa con chồng này không bình thường nữa. Đúng rồi. Trước đó là nuôi chồng và nuôi bà mẹ chồng nữa. À, tất cả đều là bên chồng hết. Và cái việc mà nuôi như vậy là không hoàn toàn không nhẹ nhàng, bởi vì chồng thì lo nhậu. Trời ơi, nhậu rồi mẹ chồng thì lại là không có, là không có dễ. Không dễ là khó. Không rồi có bây dễ. Giờ đứa con đúng chồng rồi. Này là tật nguyền. Bị tật nguyền, nó không bình thường. Dạ. Như vậy thì như là người mẹ đó, như là một người ô sin luôn rồi. Nó đúng hơn ra như vậy. Luôn. Dạ, hơn một tội ô sin luôn. Tội nghiệp lắm. À. Nhưng mà nhưng bà cũng như không có đủ đối tượng lại với người chồng, không có đủ can đảm, bà hiền lắm. Nhưng mà bây giờ là bà nói chuyện đỡ chứ hồi đó theo như hồi lúc bà mới về là tôi nghĩ rằng là trời ơi sao bà ưng ông này ổn. Mình nói người ta nghe là cười chứ. Thấy tội nghiệp bả lắm. Bả người Bắc còn, nhưng mà bên chồng là người Nam. Người Nam. Dạ. Dạ. Ồ, có một điều như vậy đó nha. Đối với người bên Bắc nha, ngồi Bắc thì đối với người Nam thì mình không nói, nhưng mà đối với phụ nữ người Bắc ta rất là gọi chú là chu đáo mọi kiện toàn. Bả đi mận mới về đó. Bên chồng lắm đó nha. Trời ơi, bả đi đánh đường nước mới về, mệt quá rồi đi vô chịu không nổi. Dạ. Tháng này chịu nổi sáu mấy rồi, đi vệ sinh gì không có biết gì trơn á. Bây giờ thì nó còn đỡ thôi, nó tiểu tiện thí dụ như bà hay á thì vẫn đi ra ngoài cầu, hồi đó có cái cầu ở đằng sau á, vẫn bây giờ còn lắp lại rồi không có cầu đó. Rồi thành ra bây giờ khổ lắm. Con nghe nói là trời, là dù một phơi nắng á, tôi kêu thì nó ngoan, nó vô gọn hồi cũng ra ngồi nữa à. Ngồi hoài ngồi không có lựa chỗ nắng chỗ mát gì trơn á, ngồi ra lại ngoài ra nắng ngồi gì. Ngồi đại gì chứ, không có ngồi má, không có biết là mát nắng gì chứ. Ngoan, mà đều có một cái người ta đi ngang, người ta thấy người ta cũng thương lắm, người ta cho. Mà bả đi đâu? Tôi nói cháu bả kêu đi lên trển mần tiếp đi, rồi bả cho tiền mà bả đâu có bỏ cha con hàng này. Làm như duyên nợ á, bả đi về bả nhớ bả khóc luôn á. Ngộ thiệt chứ, theo như người ta đâu có đâu mà sao bả có cái tình cảm gì với thằng này á. Dạ. Dạ. Cái đó là mình nói sự thật ha. Bà nói gì nè, thứ năm ơi tôi đi ha, vài bữa tôi nhớ nó quá trời luôn, làm như tôi mắc nợ nó vậy đó. Mà nhớ thiệt đó, bà nhớ thiệt đó.
Bởi vì mỗi bữa mà cũng đi tập thể dục với tôi, bây giờ cũng như lớn tuổi rồi, yếu, đi hết muốn nổi vậy. Rồi gán đi làm, cũng gán đi làm dữ lắm. Nói nậu ngay mình ở đây tôi có khi tôi thì không có dư. Thí dụ như có tiền thì cũng cho bà ít đỉnh mua gạo thêm, ở mua đồ ăn thêm á. Cũng phụ phụ với bà nữa đó, chứ không phải tôi không có dư thiệt. Nhưng mà tôi thấy bà quá tội nghiệp đi. Rồi cái đợt bà mần bà xỉu người ta khiêng vô luôn đó. Dạ. Trời, bà nhà chồng nói thấy tội nghiệp bà này lắm. Bà lúc mà bà lẳng rồi đó ha, là bà không biết gì hết trơn á. Bà kêu con bà là anh chứ không à, mà cũng vẫn nuôi tốt luôn, mà con bà mất bà cũng không biết luôn. Bà không biết con bà mất luôn. Bà lẫn đó, bà không biết con bà mất. Rồi một tay bà này nuôi không, trời tội nghiệp lắm kìa. Nuôi mình một người bình thường đã mệt rồi, còn huống chi một người khó tính mà còn bị lẫn nữa. Rồi bây giờ thằng con như vậy nữa. Không mà bà nuôi sao mà hay thiệt. Chứ theo như người ta đang ngại lắm. Rửa đít, rửa quần áo tắm. Bả mà chở chạy chiếc xe đạp, bả chở nhỏ đi nghe thấy tội nghiệp dữ lắm kìa. Y gan như là chở người nộm như nó ốm đó, thấy tội nghiệp lắm. Bả chở đi chở tóc á, bả đi chở đi hết tóc thấy cưng lắm. Bả tốt lắm. Không mình nói cái gì chứ cái tốt thì bả rất tốt. Chứ theo như mình, theo như tôi thôi, chắc tôi dạ. Mà ở kế bên là tôi thấy, ở kế bên mình thấy bà cũng mừng, rất tội nghiệp. Ở sống ở đời mà bà ở gần gũi, ở xa thì mình không biết sao, chứ ở gần gũi mình thấy bà rất tội nghiệp lắm. Đi mần mới vô. Tôi mới nghe thôi cả nhà. Nghe cô kể thôi mà mình thấy một người phụ nữ là thật sự là không phải là hoàn hảo. Hồi ổng mất tới giờ bà đỡ đỡ đó, bà chỉ nuôi có thằng này thôi đó. Lúc hồi trước là ba người lắm. Không phải ai được như vậy đâu, không dễ đâu. Lúc trước là trong vòng tới ba người, chứ không phải tôi nói ba người là mình nói nhiều khi con người ta nghe thì nó rất đau khổ, chứ tới ba người lận, chứ không phải là một người đâu. Bà sống nhưng mà bà cũng như bà khổ rồi, bà làm như bà để ngoài tay. Bây giờ là bà mới biết thôi, đỡ đỡ là bà chỉ đi mần, bà đi mần nghe bà giặt đồ. Rồi bà đi quét nhà, lau nhà, đi mần giác sáng tới trưa mới về. Nhưng mà bà vẫn lo cho thằng nhỏ nghe. Sáng cái bà văng cuốn cái mùng lên đàng hoàng, bà nấu nồi cơm để đó, rồi mượn cái người kế bên á qua bới cơm cho nó ăn, rồi bà đi mần về. Bà cũng phụ tội nghiệp. Bà đang làm ruộng, làm kia thôi chị nghe đi. Trời ơi, thấy tội nghiệp lắm, thấy bà tội nghiệp lắm. Dạ dạ, cảm ơn chị nha. Dạ dạ. Bà tốt lắm. Thưa cả nhà, bây giờ Trung sẽ đi qua nhà trực tiếp ở đây. Cái này là một chị hàng xóm. Bây giờ Trung qua trực tiếp để xem hoàn cảnh thế nào của nhà nha. Thưa cả nhà, Trung đang ở vị trí này là xã Tân An, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cả nhà nha. Ở đây thì cũng có rất là nhiều trường hợp hoàn cảnh khó khăn. Và bây giờ đây là chắc là đây là người nhà quá. Chào cô. Là con của Thím hả? Cô đây, dạ. Sao nó ở vào đây vậy cô? Thì nó cứ ngồi ngoài đường hoài vậy đó. Vậy hả? Nó ngồi ngoài nắng vậy, không có khi nó nằm ngoài đường luôn. Ôi trời ơi. Nó bị bẩm sinh mà chú. Con đứng lên đi con. Mà thích ra nắng ngồi hay sao cô? Cái chỗ này ngồi nắng, ngồi chỗ nào ngồi mà chỗ nào ai ngồi đấy đi con. Rồi cái tay nó cứ làm vậy này la không có được gì chứ. Nó làm nó gì? Nó cứ vậy không đó. Ngồi im con, ngẩng mặt lên con. Đó. Nó có biết cái gì đâu. Trời ơi sao mà cái thằng đó nó biết không? Nó có quậy không cô? Không, cháu nó ngoan lắm. Thấy mình quay mắc cỡ hả? Ngoan lắm nhưng mà không có ấy gì cơ. Ngồi im con. Cái tay lúc nào cũng vậy không đó. Xích vô lên xe cô. Đèn ơi, hey, đi vô. Thôi đi vô nè con. Vô mát kìa. Đi vô, đứng lên. Chạy. Thấy chưa? Ôi chạy hai cái chân kìa. Dài thoàn à, trời ơi. Ông te ông tách vậy? Khổ vậy đấy. Ăn uống được không cô? Cháu nó cũng ăn cơm được, tối nó cũng ngủ được lắm mà nghe nó ốm quá trời. Nó bỏ chạy vô luôn rồi. Đây nè. Nằm đây đi con, quay mặt ra đây nè. Bỏ tay xuống, lịch sự tí đi. Mắc cỡ cái gì, bỏ tay xuống. Bỏ tay xuống con, đừng có làm bày là mấy chú cười chết nha. Ôi cô đây là cô đang sống với ai? Thì đó có hai mẹ con đó, chú có hai mẹ con hả? Cô là người ở
Bắc hả? Ở Bắc nhưng mà vô đây ông già mới sanh, vô ông già vô 55 này 57 mới sanh cô ở đây. À. Thành thử cô người trong này chứ không phải người Bắc. Thì sống ở đây thành mà cái giọng nói thì người Bắc thôi, nhưng mà là sống này gốc Bắc. Ừ đúng rồi. Dạ. Năm đấy. Nghe xe đó là vậy đó. Nghe xe là nó ngồi lên nó ngó lên à. Tối ngày ngoài đường không có ăn cắp ăn trộm ai không quậy chơi nữa, ngồi nhòm xe rồi ông đi qua bà đi lại cho bánh cho trái ăn vậy đó. Điện bỏ 5.000-10.000 có biết xài đâu. Cô chăm sóc nó như vậy rồi ăn uống là sao? Thì nói chung ăn uống á, bới một tô cơm rồi thịt á tôi lấy cái kéo tôi nhấp mỏng mỏng ra, còn cá thì tôi rẽ ra rồi chan canh cho cháu nó ăn. Nó có biết cái gì đâu, rồi vệ sinh tôi cũng rửa đít rửa đôi cho nó không biết gì hết trơn á. Rồi đi. Nó đi cầu là tự động đi thôi hả? Đi biết máy là biết rồi, là tôi đi làm về là thấy cái bô là tôi đi đổ. Dạ. Yeah. Không biết tự động mà chùi giấy chùi dép đi xưa nó khổ vậy đó. Có khi về hay nó ỉa tùm lum nó chây ra tôi khổ. Đi làm về mệt mà cũng ráng mà làm đó. Bỏ tay xuống không? Không. Ừ. Nói nó nghe mà. Thì nó nghe nhưng mà không biết nói chuyện đâu. À. Nói tào lao không à? Rồi cơm từ cơm nước nè, rồi từ tắm rửa, sáng rửa mặt cũng một tay tôi, trà răng là lấy kem trà răng, kêu nhổ ra cũng biết hết trơn nhưng mà không nói được. À. Ừ. Biết hết trơn. Rồi, đái là đái tôi không đó. Là cũng một tay cô hết. Ừ. Rồi cô còn làm gì nữa? Rồi như bệnh tật này nọ sao nó có bệnh gì không? Không, cháu nó ngay trời ban cũng không có gì, chỉ nhức đầu sổ mũi tôi mua thuốc uống là hết à. Ừ. Mà nó đau nó không có biết. Tôi biết nhiều khi nó ho với sổ mũi là tôi đi mua thuốc uống cho nó, chứ nó không biết gì trơn á. Chứ phải nó má ơi con đau hay gì không biết. Rồi cô chăm sóc như vậy sao cô đi làm? Thì khi nào khỏe thì tôi đi làm, mày gửi hàng xóm này bà bảy rồi bà qua bà. Ví dụ ai cho ai cái gì thì bà lột chuối hay là cái gì đó nó ăn, bà qua bà cho ăn thì tới 11 giờ cô về. Đó đang đi làm đây này, đang đi cào đường nước cho người ta đó. Rồi cho hay là tôi về đó. À, cô đi là đang đi làm đó, tay chân này còn lấm lem. Ở đây này tay chân nó đang cào đường nước cho người ta xả lúa đó. Là mình mỗi ngày nào cũng làm như vậy không? Không có đâu. Lâu lâu người ta mới kêu lần, còn đi giặt giũ quần áo cho những người già thì người ta kêu thì cô mới đi, còn không có cũng ở nhà. Làm như vậy một ngày công bao nhiêu cô? Trời ơi, làm tiếng có khi có mấy chục ngàn, 40-50 ngàn cô cũng đi nữa. Yêu cầu có tiền mua cá mẹ con ăn được rồi, còn gạo thì nói chung ra cũng chỗ này chỗ kia cho. Cũng đủ ăn nhưng mà không có tiền. Yeah. Tiền điện tiền nước cô phải đi làm đặng đóng tiền điện đó, rồi lo hàng ngày nữa, nó có đau ốm mà thuốc men chút đỉnh dậy nó mà. Ủa rồi cô này là con ruột cô luôn hay sao? Con phải con ruột không? Ừ. Sao con nghe hàng xóm nói đâu phải con ruột? Thì tại vì nói là nói vậy thôi, nhưng mà nói chung là con của ông ấy đó, nhưng mà cô nuôi từ hồi 7 tháng tới bây giờ đó, mẹ nó đẻ ra rồi mẹ nó bỏ nó. Rồi cô về cô nuôi lúc nó còn đang bò đó. Mà tới năm nay là Tết này nó 3-4 tuổi đó. Trời ơi, vậy là tính nói chung 3, là cô là mẹ ghẻ đó. Nói thẳng là cô là mẹ ghẻ của nó. Mẹ ghẻ mà nuôi từ lúc 7 tháng mà tới giờ này nó 34 giờ 3, tuổi, một tay cô luôn đó. Coi như là 33 năm. Đó. Cô nuôi 33 năm đứa con mà con ghẻ của mình thôi. Đó, thấy chưa? Phải con của tôi đâu. Mà thấy, mấy chú thấy là tôi cũng nhiệt tình như vậy đó. Cũng ráng mà lo cho nó chứ giờ. Mà sao cái động lực nào mà không phải con cô mà là cô lại nuôi như... Bây giờ lỡ thương ba nó rồi làm sao bây giờ? Ba nó cũng trước khi mà quen tôi, ba nó nói ông ơi, tôi cũng có một đứa con khờ, nếu mà có chấp nhận thì về nuôi dù tiếp dùm tôi. Lúc tôi về hang còn bế trên vai, hang nước miếng nó mồm nó nhẹo đâu nó bò. Mà tôi ráng với bà mẹ chồng lúc còn sống hai mẹ con nuôi, tới giờ này bà chết rồi là tôi còn nuôi nó đó. Cũng như con tôi vậy đó, tôi nghĩ như vậy thôi. Rồi mẹ nó đâu cô? Mẹ nó ngoài này này, mẹ nó bỏ nó rồi, có chồng hai ba đứa con rồi. Chồng hai ba đứa con rồi. Mà có ngó tới con đâu, ba mấy năm nay không có cho thằng này một cái món gì hết trơn. Tết nhất cũng vậy, người ta cũng gặp, người ta nói con mày lớn lắm rồi. Bà Quế này bà nuôi tốt lắm. Cái nó nói thôi coi như nhỏ đã chết rồi. Còn tôi hỏi mấy chú nói câu đó thì còn nói gì nữa vậy? Đó. Bà có tới gặp con bà không? Không, đã nói từ ngày thôi 7 tháng tới giờ là không có ngơ. Con không nghĩ tới luôn, không từ có 7 nghĩ tới, tới giờ không có gửi cho con một cái món đứa con mà gọi là trong nấm ruột mình cắt ra. Dạ, 7 tháng tới giờ mà cô mà năm nay 33 năm tôi nuôi đó mà không có ngó cho con Tết nhất, đáng lẽ cho con bộ đồ gì hay bánh tặng, không bao giờ.
Người ta nói còn nói là thôi coi như nó đã chết từ nhỏ rồi. Nói câu đó thì mấy chú còn nói gì nữa giờ. Nhưng mà gia đình hiện tại bên kia là bà có khá giả không? Thì cũng khá lắm. Khá như thế nào cô biết? Cũng như đó. Có tôi thấy nghe mới làm cái nhà Thái mà cũng bừa thôi. Với cũng có rẫy bái đàng hoàng rồi cũng nghe nói sửa xe đạp xe gì. Tôi cũng lâu rồi tôi cũng không có gặp. Nghe người ta cũng nói đi ngang này tao gặp hoài gì. Má nó khá chứ. Cỡ chị đó cười đấy chưa. Thôi kệ chị ơi. Ừ thôi kệ đi, kệ nó mặc cái gì mặc cái đấy đi chị ơi. Đó thấy chưa. Má mất cỡ nó giờ. Cỡ đó. Cỡ lắm. Thì lỡ rồi sao giờ. Con nuôi từ hồi 7 tháng mà tới giờ nó ba mấy tuổi rồi. Sắp mấy rồi còn gì nữa. Nửa đời gần nửa đời người rồi còn gì nữa. Mà tính ra cô nửa được cuộc đời người của cô đi làm phục vụ cho bên chồng của mình. Đúng không? Đúng rồi. Cô làm cả con nửa cuộc đời đó phục vụ cho chồng của mình, từ chồng của mình rồi tới mẹ chồng rồi tới đứa con đó. Của chồng. Như vậy cô không có một cái gì trách móc hay là tủi thân của mình? Không, cũng có đôi khi cũng tủi thân lắm chứ. Nhưng mà tôi nói thôi lỡ thương nó rồi thôi ở vậy nuôi nó đi. Chứ khổ khổ cỡ nào tôi cũng ráng tôi đi làm tôi nuôi nó. Mẹ con cứ sống yêu cầu là ơn trên ban cho tôi được sức khỏe. Đặng tôi nuôi nó là tôi mừng rồi. Nói chung là ở đây thì người ta cũng thương lắm. Ông đi qua bà đi lại có gì cũng cho nó ăn. Nhiều khi tôi đi làm á tôi cũng chưa kịp nấu cơm á. Người ta đi ngang người ta cho bánh mì hoặc bún thì nó cũng ăn no đầy đủ lắm. Rồi trưa tôi về tôi nấu cơm rồi chiều lại đi làm cho người ta nữa. Lúc chị Tám điện hay là em đang đánh đường nước người ta là em lội bộ từ ngoài đó về tới đây đó. Đầu lưng lắm mệt lắm này thật á. Mà cũng phải ráng chứ sao giờ. Cô có nghĩ là sẽ trả nó cho mẹ nó không? Không có đâu. Tôi thật mấy chú hen, tôi nuôi nó bao giờ tôi chết đi hen. Rồi ai muốn đem nó vô chùa hay muốn nuôi, còn bây giờ tôi còn sống thì tôi vẫn nuôi nó. Tôi vẫn đi làm tôi nuôi nó. Tại vì nó ở với tôi miếng chân miếng tay rồi. Lỡ như một ngày nào đó mẹ nó suy nghĩ rồi muốn nhận nó lại về thì cô có cho không? Bao giờ có, tôi bảo đảm mấy chú không bao giờ có. Không bao giờ nhận đâu. Nhưng mà nếu trường hợp mà bà nhận là sao? Không, không nhận đâu. Tôi cũng nói là thôi bây giờ bà có con có cái rồi, còn tôi không có ai. Giờ tôi có mình em nó, để tôi nuôi nó đi. Rồi bao giờ tôi chết thì bà muốn đem nó về nuôi đem, chứ còn bây giờ là không có bắt được. Ở xóm làng này người ta xác nhận luôn. Cua chị Tám đó người ta cho về nấu canh. Trời ơi, một đứa con mấy chục gạo đó. Một đứa con khờ cả nhà. À, không máu mủ, gọi là mẹ ghẻ thôi đấy. Nhưng mà lại nuôi đứa con mình, đứa con của người ta mà thậm chí là không muốn trả về luôn. Không. Muốn giữ là thành con của mình luôn. Nó đây cũng như nó con tôi rồi. Bây giờ thì bây giờ mà nó sống bao nhiêu năm thì cũng gọi là cũng chịu luôn đó. Thì cũng chịu luôn. Dạ. Như đây coi chị làm gì mà quay đây quay mặt qua đây coi. Quay đây chụp hình kìa. Ừ đó. Nè quay nè. Quay ra đây nè con, quay ra đây nè. Nằm quay đây nè. Ừ đó. Nằm đây. Mày sao mày kỳ quá. Không cho bánh nữa, cô Tám cho bánh nữa kìa. Cô Tám nhắn mua bánh cho con mà đi. Thôi thôi. Đi nằm im đi con. Nói chuyện đi. Nè quay nè. Chú này quay chú cho bánh nè. Chú nói chuyện nè. Chú cho bánh kìa. Con. 30. Biết cười không biết gì hết. Biết cười thôi. Khổ lắm. Như với đứa con như vậy mà cô lại là thương như vậy luôn. Thì đó. À, một đứa con khờ cả nhà. Nếu một đứa con ngoan đi, một đứa con ngoan bình thường đi mà cô đối đãi tốt như vậy hoặc là con không muốn trả thì nó cũng là bình thường thôi, nhưng mà đây một đứa con khờ mà cô phải xin lỗi là phải dùng cái từ làm ô xin. Đúng rồi. Vẫn đi hàng ngày ô xin á. Thôi quay ra đây con. Để mẹ con nuôi nhau đây chứ. Thấy chưa mắc cỡ. Cái niệm nhừ hết trơn rồi cái này ra rồi. Đó là giường. Tối lóc có lóc niệm cho nó ngủ à. Có, sửa mối bộ sửa chiếu. Cũng hai chiếc chiếu nhưng mà hai cái là gì? Tét hết rồi. À cũng rồi. Cái chiếu cũ thôi. Ừ đó rồi. Ba cái giường. Cái giường cũng một luôn rồi. Đổ hai cái này chân lộn rồi đổ hai chân. Tối thì cô ngủ đầu này nó ngủ đầu này. Hai mẹ con ngủ chung lỡ đêm hôm cháu nó có đau á. Thì mình còn biết đường mà nó ngoan lắm, không bao giờ mà lăn lộn mà gác mẹ bao giờ, nằm một chỗ là một chỗ chứ từ sáng tới từ tối tới sáng luôn, không bao giờ mà ọ ẹ gì trơn á. Bánh nào có ăn không?
Anh bánh nè con, cho bánh nè. Bánh Tám cho bánh nè. Quay qua đây nè, quay qua đây con. Quay qua đây chụp hình. Ôi trời, hình khá đẹp mắt nè. À chụp hình nè, quay nè, chụp hình nè. Quay qua đây. Quay qua đây chụp này cho cái này nè, cho cái này nè. Này cho cái này nè đó. Ờ. Chị biết vậy hết tối nay vậy không? Vậy rồi không biết gì chứ. Ốm giờ cặn nó ốm mới giống hệt cha nó. Rồi quay ra đây, quay ra đây con. Ông teo ông tách luôn mà như xương không à? Xương không à, có khi nào cô chở nó đi đâu nó chơi không? Có, cũng đi cắt tóc, cũng chở đi ở xóm này, người ta nói trời ơi quả nuôi tú. Ở hàng xóm người ta cứ nói vậy đó, nói kìa quả nuôi tú. Quả nuôi tu hú hả? Ừ. Có nghĩa, ý nghĩa cái câu nói là sao cô? Tôi cũng chẳng biết. Con mình nuôi vậy. Ừ, cũng người ta nói không phải con mình mà mình đi nuôi vậy đó. Tôi chở cháu đi hết tóc sống trên là ai người ta thấy người ta không nói trơn á. Dạ. Ừ. Tôi nói kệ ai nói gì nói. Chị mến anh Trinh, chị bỏ là ngày chị cũng nhớ. Cũng nhớ, tôi đi đâu rồi tôi nhớ nó dữ lắm. Để nó đi, hôm nay đi rồi nó nhà chưa. Đi qua nhà cô chút xíu rồi đầu đi về, bảy nó nhà sao nó đói. Ừ đó, khổ vậy. Đi đám đi tiệc gì giá nào cũng phải xin cho nó một miếng về cho nó ăn đó. Mình đi đám mình ăn ngon chị Tám mà nó ở nhà không có gì. Xuống bếp nói mấy bà cho tôi xin cái gì cho thằng con tôi tí đi. Về cho nó ăn, nó thật sự mà nói vậy đó. Tôi đi đâu mà tôi ăn ngon đó, tôi thương nó lắm, ở nhà nói mình đi mình ăn ngon mà nó ở nhà nó không có ăn. Ừ. Cái gì cũng ráng đem về cho nó miếng. Cho nó miếng. Cô thấy thằng bé này sao cô? Thì thằng bé này tôi thấy nó vậy đó. Bây giờ nó khùng, nó điên, nó vậy đó. Nó ở đây, tôi ở đây với nó hàng ngày mà. À. Mẹ nó đi đâu rồi, ở nhà nhiều khi người ta cho đồ ăn đó. Thì tôi cũng lấy ra tôi làm cho nó ăn, không như cô Tư bên đây nè. Lấy làm sẵn cho nó ăn. Còn tiền thì cho nó, người ta đâu có, nó đâu ấy. Tôi nói mấy cô muốn cho tiền á, thì mấy cô gửi cho mẹ nó, còn không ấy thôi. Còn nhiều khi người ta đem ta gửi cho tôi lãnh, tôi đem về tôi đưa cho mẹ nó. Còn cho nó liền bỏ hết trơn à. Ừ. Còn cho đồ ăn á, bánh tét, bánh ít, thì lột sẵn cho nó. Cho nó ăn bắp thì lột sẵn cho nó, thì nó ăn. Còn mà để nguyên vậy liền bỏ hết trơn à. Có biết lột, biết làm ăn đâu. Còn bún người ta cho đó, ở đây cô Tư này. Còn bên đây thì tôi gặp rồi á, tôi lấy vô để trong cái tô. Rồi cắt, lấy kéo nhấp ra cho nhỏ nhỏ, để vô cái muỗng, lấy cho nó múc nó ăn. Vậy đó. Dạ. Chứ không khổ. Có biết cái gì chứ. Nó khổ như vậy luôn ha. À, nó khổ lắm, trời thấy khổ lắm. Sao cô vẫn thương quá trời thương luôn. Là biết đâu, tại nó thích nó thương, biết đâu, tôi không biết sao. Ừ. Thì nó thích rồi nó thương, bây giờ ở đây có hai mẹ con, bây giờ bỏ đâu giờ, thì lỡ phải thương chứ sao. Dạ. Mà kẹt chứ phải nuôi nó lớn rồi thì không ấy. Còn này ngặt nuôi nó hồi nhỏ tới lớn rồi. À. Hồi nhỏ thì nó khùng nó điên, nó đâu có ấy. Rồi bây giờ tới lớn rồi thấy nó làm này kia nọ, hoặc khi nó làm gì mình thấy cũng mến nó. Nhưng mà bà thấy mẹ của cô đó là sao? Trời ơi, mẹ nó giàu có ngoại mà nó không có ngó ngàng tới đâu. Mấy chú đừng hỏi, mất công mệt lắm. Nó không có ngó ngàng tới đâu. Nó có ngàng tới hồi nào tới giờ đi rồi là bỏ luôn. Tới bây giờ không khi nào vô đây mà thấy. Mà không khi nào người ta đi chợ thì xèo xèo bánh trái thiếu gì. Đáng lẽ gửi bánh hay gì lên cho hào, mua quần áo gửi cho nó bộ đồ cũng được. Cái này quần áo cũng không, bánh trái không có thấy cho cái gì đó, cái gì hết trơn đó trời. Từ hồi nhỏ tới lớn vậy đó. Cả nhà xem video thì hiểu câu chuyện và đánh giá người mẹ ruột của em này như thế nào cả nhà. À, không biết là ý của bà là thế nào mà khi mà ý người ta con... sao người ta không biết mà thấy người ta không có ngàn tới nha. Mình dạ, thấy vậy thay vậy thôi mà không hề có một chút nào mà gọi là người dân đây người ta còn có chút tình cảm cho món quà món này nọ, còn người mẹ ruột của mình đây thì không có một cái gì hết. Ở ngoài sông bán bánh này bánh kia đó, nó ngồi ngoài đó ha, thì ta gặp ta ngừng lại ta cho nó ăn rồi. Như bánh bò bánh bèo đồ đó thì nó ăn hên được, bánh cam bánh đồ gì nó ăn hên được. Còn bánh tét hay bánh ít hay là bắp thì phải làm sẵn cho nó, còn không làm nó cũng không biết, nó cũng liền bỏ chứ. Còn mình thấy vậy là đặt làm cho nó ăn thì nó ăn. Chứ người ta đi qua lại người ta cho nó ăn hoài ha. Yeah. Nó không có đói. Yeah. Còn cho tiền liền bỏ chân à. Tôi nói thôi mấy bà đừng có cho tiền. Mấy bà cho tiền gửi đây tôi đem về tôi đưa cho mẹ nó. Từ đây tới mấy bà đừng có cho tiền nữa nha. Mấy bà cho tiền nó liền bỏ chân à. Không có biết. Cho tiền liền bỏ chân à. Trời ơi, người ta cũng gửi tôi nhiều lần cho tiền nó lắm rồi đó nha. Tôi về tôi đưa cho mẹ nó. Tôi nói có trời đất không khi nào mà tôi làm bậy bạ. Gửi là cho nó là tôi đem về tôi đưa cho mẹ nó liền. Hay nói vậy chứ thấy nó cũng thương nó lắm. Nó không có hỗn ẩu mà nó không phá tán gì trơn á. Ngồi ngoài đường phơi nắng phơi nôi mà nghe chỗ nào có máy hát nữa ha. Thì lại đó nghe hoài, ngồi hoài ngoài nắng ngoài nôi cũng ngồi đó mà nghe. Rồi mẹ nó để kìa cái vô tiếng đó, đó. Rồi chiều cái bắt cho nó dòm nó coi, nó hát nó coi, nó nằm nó coi vậy đó. Tội nhất là những người mẹ mà đang phải gồng gánh nuôi đứa con mình, một đứa con khờ như vậy.
Dạ. Con để đứng ra bao bây giờ. Nằm quay đi. Nè, ăn bánh kẹo không? Dạ, cho chú cho kẹo nha. Ừ. Chú cho kẹo rồi con. À, cười chỉ biết cười thôi à. Cười chứ không có nói. Hiện tại sức khỏe cô là có tốt không? Không, cô nó ngay lâu lâu cũng lên máu, cũng mệt lắm mà cũng ráng đi mà mình đấy. Ừ. Nhưng mà cô biết cái sức khỏe của cô làm được hay không? Cô cảm thấy nếu mà mình khỏe là cô vẫn đi làm. Còn mệt mệt cô nghỉ. Nhưng mà lên máu rồi nó ngay, cũng sáng nào uống viết thuốc lên máu rồi cũng không có cái gì hết trơn á. Còn mệt mệt thì mua thuốc khỏe uống là khỏe. Bởi ngày hôm qua với ngày hôm nay đi đánh đường nước đó. Ừ. Ừ. Cô đi làm như vậy tay chân tới vậy rồi có bị xương khớp mình có tốt không, ổn không? Không, nó ngay cũng có nhức chứ. Yeah. Đêm về cũng mình mày nó cũng ê ẩm, sáu mấy tuổi thì còn gì nữa, đâu có còn trẻ nữa mà bảo là khỏe. Về cũng ê ẩm chân tay nhưng mà đều cũng ráng uống thuốc rồi ngày mơ đi làm tiếp tục nữa. Yeah. Cô cứ mong sao mà có việc làm cô đi làm đó. Yeah. Ừ. À, thưa cô thì hôm nay con ghé đến con gửi cho cô cái món quà này nha cô nha. Cái này là của con. Con gửi cho cô 2 triệu nha. Dạ, ông nghe ông biết ông cười kìa. Ông nghe có tìm cười kìa. À, nó tên gì cô? Tên Khá, Cao Minh Khá. Khá, Cao Minh Khá. Ừ. Khá ơi. Khá kìa, anh kêu kìa. Khá này, cho tiền nè. Khá kìa, anh cho tiền, cầm tiền kìa. Kìa anh cho tiền đi, cầm đi. Cầm tiền kìa con, cầm tiền đi. Trời ơi. Trời ơi. Ơi, cầm đi đàng hoàng đi con. Cảm ơn chưa? Cảm ơn qua chưa? Qua đây cảm ơn đi. Cảm ơn. Có biết đâu. Biết giấu mà. Khổ thì giấu vậy chứ có biết cái gì đâu. Rồi lấy tiền ra đi. Giấu xong nó lòi ra. Ừ. Rớt tiêu rồi. Rớt tiền đâu rồi? Đây này. Con cầm lên đi, cầm lên đi. Đừng cầm đừng có giấu. À giấu. Nó. Nó có biết cái gì đâu, khổ vậy đó. Biết đâu biết gì đâu à. Để đi con. Ta cho tiền nó xong là cũng mất luôn à. Cũng mất luôn là không nó dục hết trơn à. Dạ. Cho là cầm vậy đó. Dạ. Đưa má này, đưa má mang mua bánh ăn nè. Đưa đây, cầm tiền cứ như vậy không? Cầm tiền chơi vậy? Không có gì đâu. Đâu biết gì đâu. Không biết cái gì đâu. Dạ. Đây con gửi cô nha. Trời, cảm ơn hai chú. Tổng cộng là 2 triệu cái này để cô có chút chi phí mà lo cho em. Dạ. Một cái người mẹ thật sự mình nói tấm lòng của cô là con thấy là rất là khó mà gặp được một ai mà kiểu như cô như vậy. Một đứa con mà không phải là con của mình mà đúng lại rồi. Mà nuôi nó khổ cực dữ lắm. Cực khổ như vậy luôn. Lại hàng xóm ai cũng đều biết tới. Và chỗ chị Nga, cái nhà chị Nga biết sau lưng của Trung này là người đã dắt Trung qua đây để mà biết cái câu chuyện mà như thế này. Dạ. Với lại sẵn đây dịp cô bên nhà con thì cũng có làm cái thuốc nam á, cũng gửi cho những bà con này thông thường là con bán. Con bán cô nha, một hộp này là bán 700.000 đấy. 700 heo. Dạ. Cái này con gửi tặng cho cô nha. Vậy là cảm ơn chú nhiều nha. Dạ. Cũng đau nhất luôn á cô. Bộ kinh. Vậy hả? Dạ. Rồi, đây con gửi cho. Đây là chai mặt ong ruồi. Này bình thường là 950 một lít đấy. Đó, 950 một lít. Dạ, cái này là căn phòng nè. Đấy, cái này là chai 1 lít. Con chạy có uống ở trong này có muỗng. Có muỗng nè. Dạ. Mình uống với cái gì chú Trung? Bệnh của cô thì cũng không phải là nặng lắm. Thành ra là cô cứ múc một muỗng bột đó. Trong có bột. Dưới một muỗng mặt ong. Khá kìa, cô cho kìa, bánh kìa. Dạ. Cô cho để cho bộ cô. Ăn bánh kìa, Khá. Ăn bánh gì con? Cỡ. Nè, lấy bánh không? Nè, ăn bánh không? Thì ăn bánh gì con? Cầm mới đi. Cầm có biết lột đâu, dễ gì. Cầm bậy là hoài tới tối luôn, không ai lột là không biết được ăn đó. Đừng có đè con, chút nữa ăn. Đó, cầm bậy không tới tối, không ai không biết đường nữa. Khổ vậy đó. Cô pha. Dạ, cô pha với nước ấm cô nha. Cô múc một muỗng bột, một muỗng mật ong. Cô pha một bột này ăn. Dạ. Với một muỗng mật ong. Uống sáng chiều hai lần sau khi ăn. Đối với những bệnh như đau nhất cô xương khớp á thì nó có hỗ trợ. Đúng rồi. Với cái cao huyết áp thì con không dám chắc. Ừ. Nha, nhưng mà nhiều người ta nói lại sau khi uống thì nó có ổn định huyết áp. Nhưng mà cái đó con không dám chắc được nha. Rồi. Trước mắt là máu của cô là nó sẽ những cái mỡ trong máu á nó sẽ đánh tan ra, nó giúp cô sức khỏe. Những người không bệnh tôi uống vẫn được. Để mà nâng cao sức khỏe với là nó đánh tan những bệnh tật. Đúng rồi. Dạ. Nguyên chất này mật ong đúng là nguyên chất. Nguyên chất nó mới có bọt gì đó. Mật ong kia không có miếng bọt mà. Muỗng này với nước sôi nó phải cái đó. Dạ đúng rồi, nước ấm. Nước ấm đó. Rồi. Dạ. Quên uống ngày mấy lần tôi quên là ngày lần. Ngày 2 lần ngày sáng lần. Chiều sau khi ăn. Rồi. Nó uống rất là tốt sức khỏe cho cô rồi. Đấy. Vâng, cảm ơn mấy chú nha. Dạ. Hôm mấy chú Trung vô uống cho một hộp thuốc
cảm cũng ở bên Mỹ gửi về cho đó, cũng nói cô có đau nhức gì không. Dạ. Rồi cũng nói cô cũng đau lai rai vậy đó. Cái này nó vô giúp cho cái khỏe cô rất là tốt, ổn định. Với bà ơi, con gửi này cho bà nè. Cho bà kìa bà. Ta đã kêu, không biết. Đây. Ở thưa cả nhà, Trung có cái hộp mà hộp nhỏ này là hộp 350 cả nhà. Trung có dặn viên nữa. Viên nữa cả nhà, đây là hộp nhỏ 350 con gửi bà nha. Cái này uống nhất đi ha. Dạ đúng rồi. Hai cái giò nó tê, hai mấy trăm rồi lên đây cái nó nhất lên tới đầu gối nhất hoài lên tới sáng ngủ không biết bao nhiêu nói gì lắm. Dạ. Ngủ nghe gì nữa. Dạ dạ. Mấy cái bệnh 900 ngàn một lít. Trong này có muỗng, cô múc một muỗng bột, cô pha nước ấm. 400 thì nãy con hết mật ong rồi. Bé con. Cô pha dưới mật ong đó nha. Chú một nếu có mật ong á thì cứ pha chung mật ong, một muỗng mật ong, muỗng bột với nước ấm uống sáng chiều hay là sáng. Bây giờ mình không có mật ong pha nước được không? Vẫn được cô nha. Có mật ong là tốt hơn còn chứ không. Bây giờ không có mật ong. Mật ong bây giờ mình không. Không có thì vẫn được. Mắc lắm, không có tiền mua nổi. Dạ dạ, không sao vẫn được cô nha. Vẫn được mà có mật ong thì nó tốt hơn thôi. Dạ. Dạ. Chú có giải quyết thằng Câm giùm tôi không? Thằng Câm đó. Câm hả? Con chưa biết nữa, để con tìm hiểu sau cô nha. Dạ. Dạ. Đây. Hả, ăn bánh không? Ăn bánh nhà con. Ui. Lột bánh này, bánh này, bánh này. Khổ rồi. Nè. Nè chú cho bánh này lột ăn này con. Này ngồi lên, ngồi lên, ngồi lên đi. Nè, ăn bánh không? Cười hoài. Lột cho chú lột cho nó nấu cái giường đâu khổ vậy đó. Cầm cười không biết nói hết trơn. Ngồi về ăn coi. Ngồi về ăn con. Nè nè, bánh ngồi nè. Ngồi ăn kìa, bánh ngon quá trời. Bánh gì ngon quá trời. Đắp mềm này đây kìa. Ăn đi. Nó khổ vậy đó. Đó. Có lột ra mới ăn thôi chứ. Lột ra lột đâu biết ăn cái gì ngoài đó. Còn không ấy cứ cầm hoài chú ơi, có biết đường đâu. Khoai lang rồi đồ đưa cho nó ăn. Dạ. Thôi con ghé thăm một xíu cô nha. Rồi cũng hiểu hơn về gia đình, hy vọng rằng là cũng có nhiều tình thương của bà con cô chú anh chị mình lan tỏa tới. Bây giờ con chúc cô sức khỏe nhiều để mà có thể có sức khỏe nuôi được đứa con. Cảm ơn chú nhiều nha. Tôi không biết nói gì hơn, giờ tôi cũng cảm ơn là hai chú cũng cho tôi tiền với lại cho thú uống, rồi tôi mang ơn dữ lắm thiệt. Với chị Tám nữa, cũng nhờ chị Tám mà mấy chú biết tôi này kia, chứ không biết làm sao mà biết được. Chị Tám giới thiệu sao mấy chú biết được. Dạ đúng rồi, cũng nhờ chỗ chị Nga có nhà, chị Nga cũng chia sẻ hoàn cảnh là nọ thì Trung mới biết được hoàn cảnh đây. Để hôm qua tới tận nơi mà gặp để hiểu rõ hơn câu chuyện và cũng chia sẻ chút cái tình thương để dành cho cô với lại em Khá. Và cũng mong là mấy chú cũng như là sau này mấy chú cũng cố gắng cũng như là chiếu cố gia đình hai mẹ con tôi này kia, khổ lắm. Khổ biết bao nhiêu năm nay cả nhà, 33 năm nay. Rồi đó. 33 năm nay từ việc mà chồng đến mẹ rồi giờ tới đứa con. Cũng có vài lời với cộng đồng mạng thì mong cộng đồng mạng cũng nhìn thấu hiểu cho gia đình của chị Kha đây. Thì hoàn cảnh thì mẹ quá con coi mà sống như là nuôi là không phải là con ruột. Nhưng mà chị vẫn cu mang năm nay là 33 năm rồi. Nhưng mà chị không có ngại cực khổ gì hết, nhưng chị yêu cầu được có sức khỏe để mà còn nuôi cháu nó dài dài nữa. Nhưng mà mong cộng đồng mạng chiếu cố tới cái clip của Cao Anh Trung để giờ mó tới gia đình này đã ủng hộ cho gia đình. Mong sao mà cộng đồng mạng giúp đỡ cho chị có được cái toilet cho cháu đi vệ sinh, cho chị đỡ cực đó. Chị đi làm mướn rồi về cái nó dĩa chay đấy dầm không mà chị cũng lao chùi cũng cực khổ lắm. Nên tôi nói gì chung là cũng sáu mấy gần 70 tuổi rồi mà cũng còn vất vả ngoài ruộng ngoài đồng hoài, đi làm thuê làm mướn đồng để nuôi con của thiên hạ chứ phải nuôi con của mình cũng được nữa. Mà này nuôi con của thiên hạ thì mong cộng đồng mạng chiếu cố và coi clip của Cao Anh Trung và ủng hộ cho Cao Anh Trung mà được nhiều phim chiếu dài dài nữa lận mà để ủng hộ cho những người nghèo. À, cũng cảm ơn chị Nga, cũng cảm ơn cả nhà đã luôn luôn quan tâm và yêu thương kênh Cam Trung Vlog. Trung đến này thì xin khép lại video và gửi lời chúc sức khỏe đến cả nhà luôn. Xin gửi lời chào tạm biệt cả nhà.